Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình về vườn măng cụt cô Hai Bình Dương, nhà mình ở bên xã Thanh Tuyền của tỉnh Bình Dương. Như các bạn cũng đã biết thì măng Tuyền có những cái địa danh nổi tiếng như măng cụt như là Lấy Thiêu. Nhưng mà những cái năm khoảng 10 năm đổ lại đây thì cái măng cụt Thanh Tuyền thì cũng khá là nổi tiếng vì cái thổ nhưỡng ở nơi đây nó rất là ưu ái cho cây măng cụt. Cho nên là cái vùng xã Thanh Tuyền ở đây bây giờ người ta chuyên canh về măng cụt rồi. Các bạn có thể đến đây, các bạn thấy rất là nhiều những gia đình họ trồng về măng cụt. Và xin đây giới thiệu các bạn, đây là ba mình. Ba chào mọi người nhá. Chào mọi người. Ba mình trước đây là chủ nhiệm giám sát chính phủ sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà ba mình về hưu thì ba mình quyết định là cải tạo cái vườn này chỉ có trồng cây măng cụt mà thôi. Lúc trước thì trong vườn trồng rất là nhiều, nào là mít, nào là chôm chôm, nào là dừa, nào là bưởi, nào là xoài, rồi sầu riêng, rất là nhiều thứ. Nhưng bây giờ thì trồng chuyên canh măng cụt thôi vì cái thổ nhưỡng ở đây nó rất là phù hợp với cây măng cụt. Mình trồng vườn rồi mình được lúc mà trồng mấy năm mới có trái ba nhỉ? 15 mới có trái. Rồi mình trồng 10 năm mới có trái, là bắt đầu từ năm tháng 11, 12 mới đầu có trái. Bây giờ là trồng được 17 gần 18 năm rồi ba nhỉ? 17-18 năm thì cái vườn nó mới được ra những cái trái như thế này. Thì đây là giới thiệu với các bạn, đây là người founder, là người trồng cái vườn này. Đây các bạn nhìn, bây giờ hôm nay mình về thì măng cụt là ở vườn đầu mùa nó đã chín như thế này. Thì vườn măng cụt nhà mình là trồng không có gì ba? Không hóa chất, mình tưới bằng gì ba? Thì cũng được mưa, được giếng. À nước giếng chứ, nước giếng là mình có một hệ thống giếng tưới lên để tưới măng cụt, cho nên là mình không có xài những cái nước ô nhiễm. Cho nên là với lại trong vườn các bạn, tí là mình sẽ đi ra vườn cho các bạn xem cái vườn nhà mình không vườn nhà mình cỏ là mình thuê người hàng thuê người làm cỏ đó. Thuê người làm cỏ chứ, nên là cái cỏ các tí mình sẽ đi ra vườn các bạn sẽ thấy cỏ trong vườn nó như thế nào. Nếu như những cái vườn họ dùng cái thuốc hóa chất để diệt cỏ thì nó rất là độc hại, nó sẽ thấm cái hóa chất diệt cỏ xuống cái vườn và cây măng cụt nó sẽ hút những cái hóa chất độc hại, nó hút lên rễ lên cây thì cái quả măng cụt ăn rất là độc hại. Còn nhà mình là trồng là không hóa chất này, không thuốc diệt cỏ, mình tưới bằng nước giếng và mình bón phân hữu cơ. Nên là cái giá trị của măng cụt thì khi các bạn ăn các bạn sẽ cảm nhận quả măng cụt không hóa chất đấy, là tưới nước giếng rồi không và chăm sóc rất là theo một cái chu kỳ bón phân, cũng có một cái quy trình tới ngày tới tháng là mình bón phân. Cho nên là khi mà các bạn nhìn cái quả măng cụt mà các bạn sẽ cảm nhận được cái độ tinh khiết của nó thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi ra vườn để mình sẽ chỉ cho bạn xem mà vườn như thế nào. Khi mình bước vào khu vườn thì làm sao mình biết khu vườn đấy nó hữu cơ hay không hữu cơ đó. Thì chúng ta chỉ cần nhìn cỏ thì các bạn cũng có thể biết được một phần nào. Tại vì nếu một khu vườn mà người ta dùng hóa chất để thuốc diệt cỏ thì người ta không phải tốn nhiều công để thuê nhân công để làm thuốc diệt cỏ, thì nó tiết kiệm chi phí. Nhưng cái thuốc diệt cỏ nó vô cùng độc hại, nó rất là độc, nó là những chất dioxin, nó rất là độc hại, nó sẽ thấm xuống cái đất và nó sẽ thấm xuống nguồn nước ở trong vườn. Cho nên cái cây măng cụt mà nó hút cái hóa chất độc hại lên thì cái trái nó sẽ không bao giờ ngon, mà nó vô cùng độc hại. Cho nên là nhà mình là trong vườn là toàn thuê nhân công để làm cỏ thôi, và hóa chất không dùng hóa chất này, rồi tưới nước bằng nước giếng. Cho nên là để mình sẽ đi với các bạn ra vườn nhá, con đi ra vườn tí nha ba nhá. Đây để đưa cho các bạn xem. Đây, bây giờ đưa cho các bạn xem cái cây nhé. Đây, các bạn nhìn thấy cỏ trong vườn này. Cỏ xanh úp luôn. Đấy, rất là đẹp, rất là tự nhiên. Đây là những quả măng cụt nó chưa chín, nhưng mà nó xanh ở trên đây. Đây bây giờ mình mới đi xuống vườn với các bạn nhé. Đây là cũng là những quả măng cụt. Đấy. Đây là vườn măng cụt là do vườn ngày xưa của ông nội mình để lại. Nhưng mà sau khi mà ba mình về hưu rồi thì ba mình đi trồng lại, chỉ có còn trồng măng cụt thôi, không trồng những cái loại cây khác. Đây.
các bạn nhìn quả này. Đấy. Nắng lên rồi. Rất là nhiều trái. Đây là các bạn nhìn trong vườn cỏ không ạ? Măng cụt. Quá trời cỏ luôn. Các bạn mùa mùa này là mùa mà hè đây. Nên là ve kêu rất là nhiều. Ve kêu inh ỏi từ sáng giờ luôn. Đây là rất là nhiều những cây măng cụt ở trong vườn. Trời ơi, nhiều lắm luôn á. Nè, quả lớn, quả nhỏ, quả to, quả bé. Đủ cỡ luôn. Nhiều lắm, một cái tán cây tút ở trên kia nó rất là nhiều. Trong một lần đi chơi, cách đây cũng 5-6 năm, trong một lần đi chơi thì có một bạn kia thì đem măng cụt ra mời cả nhóm ăn. Thì bạn nói là bạn mua măng cụt thì nên xách đi để mời cả nhóm ăn. Thì khi mà cắt ra ăn thì 10 quả thì ăn được có khoảng 5-6 quả thôi, còn lại là bị hư hết. Bạn nói là bạn rất là thích ăn cái quả măng cụt này, nhưng mà không hiểu tại sao là mua ở ngoài về thì 10 quả thì chỉ ăn được 5-6 quả thôi. Bạn bảo là nó cứ bị chai xong nó sượng, mình cắt ra là nó dính mủ vàng ở trong mà nó lại bị thâm đen á, là hư hết à, phải bỏ đi hết trơn, mặc dù là bạn rất là thích cái quả mà ăn cái quả măng cụt này đấy, nhưng mà vấn đề chúng ta không biết lựa, không biết cách lựa, không biết cách mua thì cũng không có những quả măng cụt ngon. Thì một lần tình cờ qua nhà mình chơi thì hôm đấy thì mình cũng vừa hái măng cụt ở nhà về, ở trên vườn về, thế là mình mời các bạn qua nhà chơi, thì mình mời các bạn, chờ các bạn mà chơi măng cụt ở vườn nha, mà sao mà thơm vậy, sao mà ngọt vậy, mà sao chín thơm vậy. Bạn nói là mình cũng bạn nói là bạn cũng hay ăn rất là nhiều những chỗ mà ăn măng cụt, nhưng mà bạn chưa thấy cái chỗ nào mà nó ngọt như thế. Thế thì mình cũng bạn nói là ăn măng cụt thì mua ở ngoài rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ có cái những quả măng cụt ngọt như thế. Thì mình mới chia sẻ cho bạn biết là ngoài cái việc mà mình chăm sóc cái vườn măng cụt đây, các bạn cũng biết là vườn măng cụt nhà mình là phải trồng organic. Organic là sao? Ở trong vườn các bạn như nãy các bạn cũng thấy là cỏ mọc rất là nhiều, là mình không có dùng thuốc diệt cỏ. Thứ hai là mình không có hóa chất, mình không dùng những hóa chất độc hại cho cây vì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất. Và cái nữa là mình không mình bón nước á, mình tưới nước thì mình tưới bằng nước giếng, có hệ thống nước giếng đàng hoàng, cho nên là mình không dùng hóa chất độc hại này, không thuốc diệt cỏ, và mình bón phân hữu cơ Comix, rồi mình dùng nước giếng, hệ thống nước giếng đây, cái vòi nước giếng lên để tưới cho cây. Đấy, nó có hệ thống bơm chạy dọc cái vườn luôn, hệ thống qua tới bên kia, nên là cái sản phẩm là nó tươi, nó ngon sạch. Thì ngoài cái việc chúng ta trồng hữu cơ thì cái việc hái măng cụt nó đúng cái độ chín ở trên cây, nó là một cái bí quyết mà không phải ai cũng biết, mà nhiều khi thậm chí là có những người họ bán măng cụt họ cũng chưa được ăn những cái quả măng cụt chín cây tại vườn. Thì để hái để có những quả măng cụt mà chín thơm ngọt mọng nước chín cây thì chúng ta phải hái cái quả măng cụt nó còn đỏ, nó chín đỏ trên cây, thì như thế thì nó mới có đúng cái vị hương thơm của măng cụt chín cây. Đấy, nó phải đỏ như thế này. Đấy, đây là măng cụt chín cây nha các bạn. Đấy, thì để mình chia sẻ các bạn biết, đấy là cái vườn măng cụt nhà mình là tại sao gọi là vườn măng cụt, thì là vườn măng cụt của Hai Bình Dương, và tiêu chí của mình là ngon, tươi và sạch và trồng hữu cơ. Thì và nhưng mà để có những quả măng cụt mà chín cây thơm ngon thì chúng ta phải hái cái quả măng cụt nó đúng độ chín đỏ trên vườn.